Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là buổi sáng ngày mùng 8 Tết quý vị. Em đang đứng ở trên con đường Lê Quý Đôn và phía trước màn hình quý vị và các bạn. Đây là khu vực của công ty Phương Trang đưa hành khách đi sân bay Liên Khương. Ở đây thì chúng ta cũng có thể mua vé tại đây, đặt vé ở đây. Hôm nay du khách cũng đang trên đường về quý vị. Và hiện nay các cái tuyến xe, các cái nhà xe lớn ở Đà Lạt như là nhà xe Phương Trang cũng như là nhà xe Thành Bưởi hiện nay đang cháy vé quý vị, không có vé mua để mà cô bác anh chị và các bạn về quê. Đà Lạt hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày mùng 8 Tết. Con đường Lê Quý Đôn này nó có một khúc ngắn thôi quý vị, ở đầu đường thì chúng ta giao nhau với con đường 3 tháng 2 rồi, và nối thẳng đó là con đường Nguyễn Văn Cừ, tức là đường Cường Để năm xưa. Thời tiết buổi sáng hôm nay chỉ có 18 độ C thôi. Tối hôm qua mới lạnh quý vị, tối hôm qua thì có 12 đến 13 độ C thôi, trời lạnh và buốt. Hiện tại ở Đà Lạt có hai nhà xe lớn nhất, đó là Phương Trang cũng như là Thành Bưởi, cũng không còn chỗ trống để mà du khách mua vé về Thành phố Hồ Chí Minh. Hai nhà xe này đi Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh quý vị. Nhiều cô bác và con mình cũng băn khoăn không biết là hôm nay đã có vé xe hay chưa, về xe hay chưa, bởi vì ngày mai thì chính thức trở lại với công việc rồi. Cũng có nhiều cô chú anh chị và các bạn chia sẻ là mùng 7 Tết về rồi nhưng mà đến mùng 6 vẫn chưa tìm được vé quý vị. Em thì hay đi xe Thành Bưởi bởi vì đi buổi tối rất là khỏe luôn. Ngày nay đi xe giường nằm đi buổi tối á thì đi rất là nhanh, chỉ tầm khoảng 5 đến 6 tiếng đã tới nơi rồi. Ngày nay thì xe đi Sài Gòn cũng như là đi chợ rồi đó quý vị. Hôm nay cũng có nhiều cô bác bà con mình mở cửa ra lấy ngày đầu năm, lấy ngày đẹp đầu năm, ngày mùng 8 cũng là ngày đẹp. Và cái tiệm vàng á, thì em thấy là hôm nay cũng rất là tất bật rồi để mà chuẩn bị cho ngày vía thần tài, ngày mùng 10 sắp tới. Giá vàng năm nào cũng như năm nào quý vị cũng đến ngày vía thần tài thì sẽ tăng. Ở đây người ta bán bún riêu rất là ngon quý vị vào buổi tối. Đây thì nằm ngay khu vực Nguyễn Văn Cừ đi vào. Người ta bán buổi tối cũng như là ban ngày cũng có bán, bán cả ngày luôn quý vị. Cây xăng sáng hôm nay khá là đông bởi vì các bạn đổ xăng để mà đi chơi đó, ngày cuối, ngày chủ nhật trước khi về đi làm trở lại. Con người thì trở về với công việc thường ngày, người thì buôn bán, người thì đi làm công ty, công nhân, vân vân. Các em nhỏ thì đi học. Trên các cái trường
tiểu học thì ngày mai học sinh chính thức đi học trở lại rồi. Đây là đoạn cuối của đường Cường Để, tức là đường Nguyễn Văn Cừ ngày nay. Rất là đông các bạn chở vali rồi hành lý đi về. Khi mà đi về cũng kẹt xe, lúc đi lên đi chơi cũng kẹt mà đi về cũng kẹt. Hôm nay xu hướng các bạn trẻ đi du lịch tự túc, đi từng cặp mà ở homestay ở các nơi ngoại ô rất là nhiều quý vị. Cho nên là một số khách sạn ở trung tâm em thấy là còn phòng. Ở đây là khu vực dốc Bà Triệu, con đường Bà Triệu, khu vực ánh sáng thì hiện tại đang kẹt xe ở đây nè. Hôm nay bà con mình đi mua sắm các cái loại đặc sản rồi mứt về biếu cho người thân, làm quà biếu đó. Ở đây là vườn hoa sắc pháo khu vực ấp ánh sáng, vẫn còn ra bông rất đẹp quý vị. Ngay đầu kia em thấy rất đông người chụp hình rồi. Số lượng khách đi du lịch ở Đà Lạt trong những ngày Tết vừa qua, từ ngày mùng 2 cho đến mùng 8 Tết thì thống kê đạt 250.000 lượt du khách, tăng rất là mạnh so với năm 2022, tức là năm ngoái quý vị. Cho nên là những ngày vừa qua lượng xe lưu thông ở ngoài đường rất là đông, xe ô tô, xe cá nhân, bà con cô bác người dân thì cũng hạn chế đi xe ô tô để mà nhường đường cho du khách đến tham quan ở Đà Lạt. Những ngày vừa qua khách sạn, một số khách sạn ngay trung tâm thì vẫn còn lác đác phòng quý vị, do năm nay các bạn cũng như là bà con cô bác mình đi du lịch tự túc nhiều. Em thấy là các homestay ở vùng ngoại ô á, thì các bạn trẻ đến đó rất nhiều để mà trải nghiệm. Và đặc biệt là trong những ngày qua thì các cái cửa hàng rồi quán xá ăn uống thì rất là đông và rất là ngột ngạt quý vị. Giá cả thì tăng rồi phụ thu ngày Tết. Đặc biệt là giá khách sạn năm nay thì tăng từ 15% cho đến 30% so với ngày thường. Nhiều chỗ ăn uống em thấy là rất là đông và giá cả thì tăng cao nữa. Lát nữa thì em sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một số địa điểm ăn uống. Trong đó thì có một quán cơm gia đình cũng rất là ngon quý vị, và một quán nướng. Lát nữa ở cuối video thì em sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn luôn.
Buổi sáng hôm nay có những bạn này, có rất nhiều bạn luôn á, đi mua những món quà về chuẩn bị hôm nay sẽ lên đường với những chặng đường dài để mà về quê ngày mai trở lại với công việc. Ở Đà Lạt mùa này thì quý vị có thể mua dâu tây đặc sản, những món đặc sản ở Đà Lạt. Dâu tây thì có giá 120 cho đến 150 ngàn một ký, và bà con tiểu thương ở đây thì người ta đóng vô bên trong những chiếc hộp để cho khỏi dập. Dâu Mỹ đá thì không có lo dập bởi vì quả của nó cứng sẵn rồi quý vị. Bà con tiểu thương mình hôm nay đã trở lại với công việc rồi. Có nhiều tiểu thương thì mùng 2 Tết đã bạn đi làm rồi quý vị, đi buôn bán rồi. Giờ trở đi cho tới ngày lễ 14 tháng 2, du khách sẽ lên Đà Lạt lai rai. Lễ 14 tháng 2 ở Đà Lạt thì đa số là các bạn trẻ. Và buổi tối ngay đoạn khúc này thôi thì rất là đông quý vị, không có chỗ ngồi chen chân. Các tiểu thương mà bán các món ăn đường phố, bánh tráng rồi sữa đậu nành. Riêng đối với bánh tráng thì bà con mình bán rất được. Có thể nói là một trong những công việc kiếm ra tiền mùa lễ. Và thu nhập rất cao. Bán bánh tráng nướng thu nhập rất cao. Ban ngày thì ở nhà ngủ thôi, còn buổi tối thì đi bán. Cô chú anh chị có thể quan sát thấy là bên những cái chỗ mà bán mứt, bán đặc sản đó rất là đông ha. Hôm nay mấy cô rất là hớn hở, các tiểu thương đó, đặc biệt là các cô các bác tiểu thương đó, rất là vui bởi vì hôm nay bán được. Bên cạnh đặc sản ra thì còn có những cái loại cây kiển nhỏ nhỏ như thế này. Du khách dừng xe ở đây uống cà phê những quán cà phê ở bên đường nè, như là cà phê Phượng Tím rồi cà phê Gia Nguyễn, thưởng thức một ly cà phê trước khi mà đi về, làm một ly cà phê cho nó tỉnh táo trước khi mà lên đường. Đào ở ngay dốc Lê Đại Hành, ngay vị trí này thì vừa mới bắt đầu nở thôi quý vị, thành thử ra là bây giờ mình đi chụp hình vẫn còn đẹp. Ở ngay đây có quán cà phê bệt, quán cà phê ngồi bệt ngắm chợ Đà Lạt vào buổi sáng thôi, rất là ấm cúng. Bán đến 7 giờ là hết rồi. Buổi sáng có một bác lớn hay bán ở đây này, bán cà phê ngay góc phố này, bán chỉ một lúc thôi. Ở đây là bến xe Tùng Nghĩa, còn đây là con đường Nguyễn Văn Chỗi, tức là con đường Hàm Nghi đó, hướng về chùa Linh Sơn. Còn đây là khu vực nhà thờ Tin Lành, nằm ở trên một ngọn đồi cao quý vị. Hiện tại bây giờ mình không còn nhìn thấy khu vực chùa Linh Sơn nữa, phóng tầm mắt phía dưới thì toàn là nhà thôi. Ở dưới là con đường Nguyễn Văn Chỗi, tức là đường Hàm Nghi đó. Trong này có một cây man đào đang ra bông rất là đẹp. Em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn vào ngắm nhìn một chút xíu.
thì các em nhỏ lên đây thả diều. Và con đường này á, nó sẽ đưa chúng ta về dinh tỉnh trưởng. Em cũng hay đi tắt từ Phan Đình Phùng mà đi lên dốc Mimosa để băng lên con đường này về đến dinh tỉnh trưởng. Góc này chúng ta còn nhìn thấy nhà thờ Mai Anh nữa nè. Đó, nằm ở con đường Mai Hắc Đế, Ngô Quyền. Ở sau quả đồi Mai Anh đó là thung lũng lãnh địa Đức Bà. Các khách sạn bây giờ che khuất đi tầm nhìn. Dưới này là khách sạn NP. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một tiệm cơm gia đình thích hợp cho gia đình và bạn trẻ, và đặc biệt là chúng ta đi đông khách vào những giờ cao điểm, với giá mềm mại, đồ ăn thì ngon, chỉ với 55.000 một người. Quán thì nằm ngay ở gần trung tâm, ngay khu vực ngã năm đại học mà quẹo vào chỉ vài chục mét nhìn về phía bên tay phải. Tiệm cơm mở cửa từ 10:30 cho đến 3 giờ chiều. Em nghĩ quý vị và các bạn nên đi vào khoảng thời gian từ 13 giờ chiều đến 14 giờ chiều thì tiệm cơm sẽ vắng khách hơn là chúng ta đi 11 đến 12 giờ. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một tiệm nướng mới toanh nằm trên con đường Đống Đa thuộc phường 3 của thành phố Đà Lạt. Bây giờ là buổi tối ngày 28 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày mùng 7 Tết. Em cùng với gia đình đi vào quán nướng, một quán nướng mới toanh, và cũng vào thử xem sao. Sẵn dịp chia sẻ đến quý vị và các bạn cũng như là kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào thưởng thức những món nướng cùng với gia đình em. Tiệm nướng nằm ngay một vị trí rất là dễ tìm, ngay khu vực đầu đèo Grand. Quý vị và các bạn đi lên con đường Đống Đa khoảng 100m thì sẽ thấy. Bây giờ là khoảng 18 giờ tối rồi quý vị. Buổi tối thì thời tiết khá là lạnh, cho nên là không có ai ngồi ở ngoài, bàn ở ngoài. Hiện tại nhiệt độ bây giờ chỉ có 15 độ C thôi, và cũng có gió ở ngoài.
em thích nhất ở quán này đó là có một cái view ngắm thành phố rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì ở đây giá đồ ăn tương đối là hơi cao một chút. Menu của quán thì có các món nướng, các món ăn dao động từ 169.000 cho đến 500.000, 600.000. Còn đối với các loại đồ uống thì có giá dao động từ 20 đến 25.000 đồng một lon. Đặc biệt là quý vị và các bạn đi vào ngày Tết thì sẽ có phụ thu thêm 150.000 đồng cho một hóa đơn. Và đặc biệt là quý vị và các bạn nào thì có phiếu giảm giá thì chúng ta sẽ được giảm giá. Cũng đến đây, em cũng xin được kết thúc cái video này. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều hạnh phúc ấm áp bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo của em.